Trấn Thành, có nhiều người ế vì người ta cứ nghĩ rằng họ quá hoàn hảo. Cuộc đời nên ngu nhiều lần để khôn đúng một lần cuối cùng, Trấn Thành chia sẻ. Vừa qua thay vì phát sóng tập mới, trên kênh riêng của chương trình Người ấy là ai lại tổng hợp một clip dài, ghi lại những cảnh quay thú vị, xen kẽ một số cảnh chưa từng lên sóng suốt từ đầu mùa 2 tới giờ. Trấn Thành, cuộc đời nên ngu nhiều lần. Có thể thấy từ đầu mùa 2 tới giờ, Trấn Thành với cương vị chủ trì luôn nói rất nhiều và đưa ra nhiều lời khuyên, triết lý cho các nhân vật. Trong một tập chơi thấy nhân vật chính hoang mang về việc tìm kiếm tình yêu, Trấn Thành chia sẻ. Trong tình yêu ngoài tình cảm, phụ nữ còn cần có chữ nể nữa. Phải nể đàn ông thì mới yêu đàn ông được. Nếu không còn nể nhau nữa thì sẽ không còn quay trở lại được như ban đầu. Cả thế giới đều nói với nhau là phải cân bằng sau một mối tình thất bại nhưng lại ngu cho lần yêu kế tiếp. Khi các chị chưa gặp được người yêu đúng nghĩa kế tiếp mà đi gặp cái thứ nằm trong gu của các chị, thì các chị lại yêu dại khờ một lần nữa thôi, tôi cam đoan như vậy và chắc chắn đúng như vậy. Cuộc đời nên ngu nhiều lần để không đúng một lần cuối cùng. Mình còn chưa yêu mình thì mình yêu ai? Cần phải yêu chính mình, tự mình làm mình đẹp hơn, chăm sóc bản thân mình. Có như vậy mới có sức hấp dẫn để người khác còn yêu mình. Tiếp đó, khi thấy nhân vật chính đang băn khoăn không dám chọn một chàng trai cô thích vì anh ta quá hoàn hảo, Trấn Thành nói: có nhiều người ế vì người ta cứ nghĩ rằng họ quá hoàn hảo. Nhiều khi người ta cũng muốn kiếm người yêu gần chết, nhưng mọi người thấy họ kêu nên không dám bò gần vào. Vấn đề là gu thôi, nếu đã thích rồi thì tại sao lại không? Sau khi nghe một anh chàng đồng tính kể về chuyện bị người yêu và bạn thân phản bội, Trấn Thành ngậm ngùi đưa ra lời khuyên. Qua câu chuyện của bạn này, chúng ta rút ra một bài học rằng chúng ta có thể gửi con, gửi xe, gửi chìa khóa, thậm chí gửi quà cho bạn cũng được, nhưng đừng gửi người yêu. May mắn khi mình là con của bố mẹ mình, và may mắn hơn nữa khi bố mẹ mình thật sự hiểu mình, chấp nhận mình là ai, dù mình là gì đi chăng nữa. Đặc biệt khi bị Tóc Tiên chê bụng mỡ và đem ra so sánh với David Beckham, Trấn Thành đã nói: làm bố thường có bụng bia, còn bụng như tôi là bụng do tuổi tác. Đừng so tôi với David Beckham, người ta chạy cả cuộc đời lăn lộn trên sân cỏ, còn tôi chỉ lăn lộn trên sân khấu thôi. Nếu còn đẹp trai chỉnh chu tức là còn độc thân, còn mấy cái thứ lấy vợ như tôi mới mập mới xấu. Mạc Văn Khoa câu có Trấn Thành, sao anh lại cười một cách suồng sã như vậy? Trong các khách mời của chương trình mùa này, gây cười nhiều nhất có lẽ là Mạc Văn Khoa. Anh chàng cũng luôn bị mọi người chăm chọc vì ngoại hình của mình. Cụ thể trong một tập chơi, Mạc Văn Khoa mạnh dạn so sánh mình với một anh chàng Việt kiều điển trai. Với tư cách là một người con chơi với bố, tôi nghĩ rằng vẻ ngoài có gia đình chỉ là do bạn cố tạo ra thôi. Tôi hy vọng bạn là người độc thân vì sống bên Mỹ sẽ cần nhiều thời gian để lo cho cuộc sống cá nhân, chứ khó mà lập gia đình được. Bạn cũng giống tôi, cũng có nét của người đàn ông có gia đình, nhưng vẫn là người đàn ông thành đạt mạnh mẽ, làm gì cũng không giấu được nét đàn ông của mình. Trấn Thành nghe vậy liền nhắc, lại sản đậu rồi. Mặc kệ Trấn Thành, Mạc Văn Khoa tiếp tục quay ra khuyên nhủ nhân vật. Thật sự yêu một người đẹp rất khổ, bạn gái tôi đang rất sướng vì yêu một người xấu như tôi. Như bạn vừa chia sẻ, bạn yêu một người đàn ông đẹp trai, rồi anh ta qua Mỹ bị cám dỗ, tôi đây, có ai cám dỗ tôi đâu. Trấn Thành nghe tới đây không chịu nổi liền phụt cười vào mic. Mạc Văn Khoa thấy vậy quay lại nhăn mặt nhắc, sao anh lại cười một cách suồng sã như vậy, em đang chia sẻ cơ mà. Trấn Thành phải vội thanh minh, không, là do anh ăn cái gì khó tiêu nên đầy bụng bị ở lên cổ, anh đồng cảm với em lắm.